你啊，是啊，问问那个，那没个该把人拽雷点。hơi mơ hồ chứ nhớ nhớ được. Thì
X mũ 3 bình nói chung ấy, bảy em mình cũng hình dung rồi.
Thiết bị không anh alo x
được. Em mà học đổi mỗi ngân hàng với các bạn kia học với đổi. Em học đổi là đêm nào em cứ rảnh em kêu này. Thế vào một cứ khoảng tiếng.
Được.
Linh mua 4 trên 2. Không quên. 5 trên 2, Linh mua 3 trên 3. Từ 4 trên x mũ 2 trên 2. Vâng. Mà cho cộng 2x C. Năm x mũ 3 trên 3. À, x mũ 4 trên 4. Từ 3 trên x mũ 3 trên 3. Cộng 2 trên x mũ 2 trên 2. Cộng 6x. Cộng T. 54 nhân 4. X mũ 3 dưới cũng vậy, cộng mũ 2 cộng 6x cộng C. Vâng. Phần 2 x mũ 4 trên 4. 2 phần 3 x mũ 3 trên 3. Hai cộng x cộng b c rồi rồi mười tám x bốn chín x ba phần hai mũ hai cộng cộng c rồi. Em ở gần đúng lắm. Anh ở ngay đấy à? Em chưa. Ngay đều. Rồi thì là sao? Vâng, để về Bắc. Một cái đường về Bắc không đi xuống dốc rồi.
Đúng rồi. Đi xe nếu gần xe đạp hoặc xa chứ mọi. Tôi cũng chưa gửi nhưng mà có gì mà hôm em đi học anh gửi định vị không? Thi học viện cảnh sát ạ. Thi ngành cứu hỏa. Ông bố em là định cho em thi ngành cứu hỏa thấp điểm xong rồi vào đấy học xong rồi học về sang ngành khác thì học thêm về sang ngành khác. Nói chung là nó lấy khá ít, nói chung là lấy ít điểm hơn so với mấy ngành. Cái gì à? Cũng em không rõ bởi vì thêm cái đánh giá được nên em hơi lú. Nó thì đấy. Vâng, sau này còn thêm đánh giá lực. Đúng rồi. Học kiểu chưa trách nhiệm nhưng mà làm mấy câu trách nhiệm thành tự luận. Mấy câu dễ thì vẫn trách nhiệm. Nhưng mà có cái gì cái đề riêng ấy, phần chọn tự luận chọn toán và văn, chọn một trong hai môn được, em chọn văn nên em không, chỉ cần mục tiêu 8,5.
cũng không, nhưng đây là đánh giá năng lực của riêng học viện cảnh sát nó khác. Mấy câu tự luận ở đâu đấy là toán, còn văn như thường. Nói mình từ 4 x bình trên 2 trừ 2 x tất cả bình trừ trừ tiếp về x3 trên 7 x2 trên 7 cộng 9x c một phần 3 x mũ 3 6 6x bình phương cộng 9x cộng c. Nhanh nhưng mà em hiểu. Tách được là
9X bình trừ lấy cộng 2 rồi tiền được là 2 trên x mũ 3 trên 3 trừ 3 trên x 2 trên 2 cộng 2 lục 4 đây vẫn đến này là khó hơn. X bình 2x trừ 2x cộng 1 cộng trừ 2 đầu tiên là x mũ 3 trừ 2 nhân với x mũ 2 trên 2 cộng x 2 rồi à từ từ như có không thức x trên hai phần ba à, x phần hai phần ba nhỉ x năm
được. Chia bệnh nhân bốn phần ba cộng hai hai x nhân với ba mũ ba phần hai là chi x bốn phần ba cộng một 4 phần 3 cộng 1 2 x trên 3 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 3 phần 2 được. À, lúc mà giải bình thường vẫn để thêm C thiếu. Cứ thêm một hai con
Không nghĩ là em không đi tìm đâu em Dũng.
Nào. Đây là máy chủ về. Hai sáu hai trên mũ sáu c c là mười ba bốn cộng c thấy nó loạn hơn chứ không phải khó lắm. X bình trừ 3 x cộng 4 1 nhân dt à, 2 x trừ 3 chín em mua 10 trên 10 cộng c x bình trừ hai cộng 4 10 10 tốt. Vâng, luôn. Cho bạn kia học. Bảy phút. Chương 2 1 NDT 1 10
X cộng ba. Điều hai cộng hai cộng ba rồi cộng năm trừ hai được xử lý có đây không ạ? Này chỉ để hình dung ấy. Thank you.